Thế là bà là có là mấy người con? Có chơi tôi nhuế hóa Nghe chờ tính tới cho chủ hết ở cho anh nhân này ê là cho mình số đã nè có ở mình đã có vô tao một chợ cả chơi tủ ha sáng thấu lúa chắc là tỏ lễ hỏa ha hả tỏ lễ hỏa sáng chơi tủ cho lễ khoảng mà cầu chữ cho nhua bà 15 đứa con cả tính cả những người đã khuất 15 bà bây giờ bà mới khỏe đấy 15 người con. Thế bây giờ còn cả con trai thì có ba đứa con chùa trai. chùa trái Nhưng mà chết hai thằng là còn một một nữa. Chết hai người còn một đang đi Nam thì không về nữa. Không về nữa. Thế còn ba một mình thôi. Thế là con ba anh con trai thế còn ngoài ngoài kia toàn con gái hết. Toàn con gái. 12 gái thế mới. Ý còn trai mà. Ý tên chùa trái chúa 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 là hồn à. Bây giờ là còn ba con gái tay dân sái hỏi nhau mà. Em thấy hồ chúa trái chúa 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 bây giờ cho chủ nhân thì khóa cho chủ nhân đặt cái ti cho chủ nhân nói đi là bây giờ còn ba gái một trai nữa sống sót á là ba gái một trai một người ở Thanh Hóa một người Nam xong một người ở đây còn con trai thì ba thằng con trai thì chết hai hai người rồi còn một người lấy vẫn ở đây nhưng mà ông đi Nam rồi mấy năm rồi mới không về. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với những nội dung tiếp theo trên A Nhiệm TV. Vẫn là tiếp tục là đi là trao những cái phần quà đến là những hộ gia đình khó khăn ở trên vùng cao các bạn ạ. Đây, những cái phần quà mình mua đây các bạn. Là món quà của anh Tâm Lê, anh ở Mỹ. Anh đã gửi cho mình là 200 đô các bạn. Quy ra tiền Việt Nam là 4 triệu 7. Vừa rồi thì mình cũng là đã mua cho là quà cho là ông bà ở trên hang các bạn đã hết là 450.000. Hôm nay thì mình lại tiếp tục là có cái phần quà mang vào bên trong đấy các bạn. Một hộ gia đình nữa được là anh trưởng bản Ai Sử dẫn mình đến đây các bạn là một bà cụ. Một mình bà sống ở trong một cái căn nhà như này này các bạn. Nghe qua của Ai Sử kể cũng có là mấy người con thì cũng mà mất. Với lại là con trai thì cũng vào trong miền Nam đi lấy vợ sống ở trong đấy cũng không ra ngoài này nữa, một mình bà ở đây các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong này. Ngôi nhà của bà, ôi giời hơi tối một chút các bạn ạ. Đây mỗi căn nhà, ôi quá kín, lụp xà lụp sụp với lại là cũng là rất là nhiều củi. Chắc theo mình nghĩ là bà cũng rất là khỏe luôn đấy, với có củi như này. Đây, cái này là cái dây này là chắc chắn là cái dây này để người ta mang để bán rồi các bạn. Đó, căn nhà bà ở. Đây, A Sử đây, trưởng bản. Ôi, cháu chào bà. Đây à, bà một mình ở đây đúng không A Sử? À, bà chắc là không biết tiếng Kinh đâu nhỉ? Bà vẫn biết ít à? Một mình bà ở trong căn nhà đây à? À, ông bắt được lâu chưa? Ông mất lâu rồi. Vậy có một giờ, xin một giờ nữa nha. Hả? Vậy giáo tòa xin một giờ nữa nha. Tôi cũng rất xuống rồi. Ông chết được 14 năm rồi. Ồ, 14 năm. Lúc đấy thì... Từ lúc đấy là bà của mình, bà khác tự ăn ở riêng hết rồi. Thế à? Bà thì năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Có tôi giờ xuống nữa. Bà được 85 tuổi rồi. 85 tuổi rồi. Wow. 85 tuổi. Năm nay mừng thọ đấy. 85 mà bà vẫn còn khỏe nhỉ. Những các thứ cái thứ đồ củi đằng sau này là bà lấy về hết à? Của bà lấy về. Tẩy hoặc cái khế vào tay. Hả? Tẩy à? Tẩy hoặc cái khế mà. Dạ. Mà thấy nó cái cá. Từ từ lấy. Từ từ lấy. Một mình bà lại ở đây giỏi thật. Ui, bà này có nhiều đồ nhỉ. Nhìn. Đây bà ở đây. Cái căn nhà này bé bé. Cái căn nhà này chắc là cũng bằng tre bằng nứa. Cái này chắc là cũng lâu lắm rồi đấy nhờ. Lâu à. Thế là bà là có là mấy người con? Có chơi tôi nhuế hóa. Nghe chờ
15 đứa con cả tính cả những người đã khuất. 15 bây giờ bao khỏe đấy. 15 người con. Ô thế bây giờ ờ ta nhờ nhờ tu là đang chẳng hạn nó sai đấy cả ờ đang chẳng hạn nó sai thì đấy ờ đang giờ cái nhau ờ ờ thế bây giờ còn cả con trai thì có 3 đứa con trai nhưng mà chết 2 thằng còn một nữa, chết 2 người còn một đang đi nào không về nữa, không về nữa. Thế còn 3 mình nữa. Thế là con 3 anh con trai, thế còn ngoài kia toàn con gái hết. Toàn con gái hết. 12 gái thế mới. Ấy còn trai mà. Bây giờ là còn 3 con gái, tại vì em trai hỏi nhau mà. Em trai hỏi cho trai. Cho số tốt tốt cả. Cho tí chúng trai. Bây giờ. Cho chủ nhân thì khóa. Cho chủ nhân đặt cái tí cho chủ nhân nói đi là. Bây giờ còn 3 gái 1 trai nữa sống sót á. Là 3 gái 1 trai, một người Thanh Hóa, một người Nam, xong một người đây. À. Con trai thì 3 thằng con trai thì chết 2 người rồi, còn 1 người vẫn ở đây nhưng mà ông đi Nam rồi, mấy năm rồi mới không về. Đi Nam không về nữa, không về vì nữa. Thế là một mình bà ở đây. Có 15 người con mà đã làm xem bây giờ còn đưa con sống lại chỉ còn đúng là 4 người à, hay 3 người? 4 người. 4 người, một anh con trai với lại là ba gái. Còn lại là 11 người đã khuất hết. Sợ chắc là hãy nhờ dù tối hỏi đôi lùa mà. Sợ nhờ dù tối hỏi đôi lùa mà. Lúc mới vào đây cái là hỏi bảo có 15 người con mà tại sao 15 người con mà để mà một mình bà thì vẫn ở trong cái căn nhà bé bé nó như này. Các bạn hóa ra là các là những người con của bà thì cũng đã khuất hết. Thì còn lại là 4 người thì 3 người con gái thì cũng toàn đi lấy chồng xa hết. Còn một anh con trai nữa thì cũng là bỏ xứ vào trong Nam để đi lập nghiệp lấy vợ. Ở trong kia cũng không về nữa các bạn ạ. Vì thế là bà bây giờ là một mình tình cảnh là neo đơn ở như thế này. Ồ thật sự là quá khâm phục bà luôn các bạn ạ. Nam xa hà, 85 tuổi mà còn khỏe, còn minh mẫn lắm. Đây, căn nhà của bà thật sự ra thì nói chung thật là nhìn thì cũng hơi bừa bộn một chút các bạn ạ, cũng là một mình là bà người già mà. Đây bà cũng có nhiều thóc phết đây nhỉ. Không, bà có ruộng nhưng mà bà cưới được thì nhờ anh em đi cưới với lại nhờ anh em trở về cho bà không? À nhờ anh em cấy, mọi người ở đây là cũng là ở trong bản làng này cũng giúp bà đúng không? Đúng rồi. À. Bà một mình thì giúp bà để có cái ăn uống. Đúng rồi. Bà này là không biết là bà có hàng tháng bà có tiền trợ cấp không nhỉ? Cái tờ lo trả tỏ sấy nè. Trả lo. À trả lo à? Lo rồi. Đi lúc gì lo một giờ? Cái gì trả gì? Bà một tháng vẫn được trợ cấp của người có tuổi là một tháng vẫn được 380. 380, thế vậy cũng là đủ cho bà làm đi mua đồ lặt vặt thức ăn về. Bà thì người có tuổi bà hơi nặng tai. Hơi nặng tai. Bà không nghe mình nói, phải nói to, nói nhỏ, bà không nghe được. Đúng rồi, người lớn tuổi mà. Thế mà cũng may là cũng có là trưởng bản ai xử này đi theo sau là thông dịch, không có là lên thì chắc là cũng là không biết giao tiếp nó như thế nào đâu các bạn ạ. Đấy, xử bảo với bà bảo hôm nay thì cháu là lên bà có là có món quà Tết là biếu cho bà để bà ăn Tết ạ. À ta cứ tưởng bơ nó tuổi nó tại mỗi người nhỏ quại thế cả tại nó xa nè, tôi xây cả tại tôi tuổi nhất chẳng nhỉ, tôi xây băng mà cả tại nói lửa xa có mua vòng lúa xứ nè. Đây các bạn với món quà này mình là mua hết là 500.000 rồi, chúng ta có những cái gì lý để qua cho bà. Đây là có mứt tết cho bà với lại bánh tết cho bà. Có lẩu cái
Dầu rửa bát này, dầu ăn cho bà này, xà phòng, muối, mì chính, đường, với lại 2 kg cá khô các bạn. Với một thùng mì tôm nữa. Dạ, những cái phần quà này thì cũng gọi là từ đây đến Tết là bà không phải sắm những cái thứ đồ nhu yếu phẩm này nữa, như mắm muối mì chính với đường các thứ dầu ăn nữa. Bà thì có nhiều gạo rồi các bạn ạ, vì thế là mình cũng không mua gạo lên cho bà nữa. Mình chỉ mua đồ nhu yếu phẩm thôi. Xé lúa đi. Đấy, em cất vào để vào dọn gọn vào cho bà. Cá khô này. Cá khô này đây, em đặt luôn lên trên này. Đúng, này này. Đây. Đấy. Ăn đây này, bò ăn là chứ à, tại. Bà này vẫn ăn được cá khô không ạ? Cái nào toàn sẽ khó nà, nào tao bò. Bà vẫn ăn được. Vẫn ăn được cái gì ạ? Để xay cá tại tôi tự nhau để tại tôi xay cá tại ê nữ tỏ cho mà cho sổ máy có ít hộp bố à ít hộp bố ấy băng mà tôi. Bà là có nuôi được gà, được lợn cái gì không? Có nuôi được gì con gì không? Cái buồn à? Chính mùa à? Không có. Không nuôi được cái gì? Ở chú dù chết tờ, mà bây giờ không nuôi được, bây giờ bà có tuổi không đi lấy được cám lợn. Không lấy được cám lợn, đúng rồi. Gà thì nếu mà nuôi thì một 2 con gà mái thì còn cho được ăn. Đúng rồi. Lợn thì không được à? Bà cũng là có tuổi đó. Hình như là bà ở gần đây cũng có là một người con gái cũng ở gần đây mà đúng không? Có một con gái ở trên này. Trên này lấy chồng trên này. Đúng rồi. Nhưng mà chồng của bà gì đấy cũng là chết rồi. Ồ. Thế là bà cũng cô đơn mà. Con gái cũng cô đơn. Con gái cũng cô đơn. Rồi cũng neo đơn này, cũng, nuôi các con thôi. Đấy. Neo đơn này cũng có nhiều là không biết là cô ấy không biết là cũng có nhiều con không? Cũng nhiều phết đấy. Là có số một thời nhiều đấy cả. Ôi tình cảnh của gia đình của bà thì lo tuần xài hóa cho ao tuần xài hóa cho ao phải không? Thế là phải là 8 con. Cũng 80 con. 8 con. 8 con. Bây giờ nhà đấy chỉ có 2 trai, còn lại là 6 gái. 6 gái. Gả đi 4 gái rồi, bây giờ có bảo là còn 2 gái 2 trai nữa mà. 2 gái 2 trai nữa. Còn một thằng con trai thì xây dựng gia đình rồi. Còn một thằng út là chưa. Vậy là cũng là đông con đông cháu. Thì ông cũng là bị ung thư gan, ông chết. Còn mấy lại bà mình nuôi con này, còn lại bà cụ nữa. Thế là thế chắc là cô ấy cũng là nhiều tuổi rồi nhỉ. Cô cũng 40 là hơn 40. Hơn 40. Vậy là con cái cũng lớn hết rồi. Cũng con gái ở gần bà các bạn, cũng là tình cảnh cũng là như vậy. Cũng là chồng cũng mất, cũng là cũng đông con, 80 con. Bây giờ thì cũng là lớn, cũng đi một phần thì đi là lập gia đình, một phần thì vẫn hiện tại vẫn đang ở cùng với cô trên này. Ở trên này cái nhà ở ngay trên này, cái nhà ở nhà ngay trên này mà. Sở xuống cái nông cái nhà xây lở. Nhà hoa gà. Chả xây kiếm. Rồi cái bụng gì to. Xét như này. Chỉ ngồi quanh là bếp củi như thế này thôi. Thế cái căn nhà này chắc là cũng lâu đời lắm rồi đấy nhỉ. Có ở trong một tường nào có lớp xây nào. Chị bảo là ta thờ cái ủng lưu. Giờ
Bà về đây 14 năm đấy hả? Căn nhà được 14 năm rồi. Bà không nhớ nhưng mà bà về đây được 14 năm. Từ lúc ở dưới cái ông chết xong là bà về đây luôn. Về đây luôn. Vậy tôi tặng cái gì lúa cá? Ông bà bảo ông chết phải là bà về đây là 14 năm này, ở một mình đây thôi. Một mình ở đây. Không biết là căn nhà này được bao nhiêu năm rồi. Tôi nhìn các thứ này vét như này nhìn thấy cũng là sửa lại rồi. Không. Cũng sửa qua là sửa lại đấy. Chắc cũng sửa lại nhiều lần lắm rồi. Bà đã ăn trưa chưa? Cái tao nào su nè. Cái tao nào su? Bà chưa ăn trưa đâu. Chưa ăn à? Xem nào, đây ăn nồi cơm của bà đây đúng không? Đây nồi cơm của bà đây. Một mình này chắc là cũng phải cũng nấu xong một nồi này ăn mấy bữa. À đây bà cũng có là một chút thịt đây. Xào lên như này các bạn. Hơi tối nhỉ. Hơi tối mình bật đèn lên các bạn ơi. Bà cũng bảo là con cháu cho một ít thịt mang về xào. Vì bây giờ là những cái ngày cận kề Tết mà các bạn ạ. Hầu như là nhà ai thì cũng là làm Tết mổ lợn. Vì thế là cũng gọi là con cháu cũng có thịt mang về biếu cho bà. Đây cái này nước này chắc là bà phải đi xách ở xa về hết đây đúng không nhỉ? Đây là chú Tứ nè. Đây là chú Tứ. Đây. Đây à? Mà bà dẫn ở trên đây nhưng mà bà xin được ít nguồn dẫn về chỗ gần đấy. Cũng ở gần đấy à? À thế là cũng tốt, trong đó xách về để đây để làm sinh hoạt dùng ở đây luôn nha. À đây cũng có cái nồi là ốc. Cái nồi ốc đậu. Ở đây gọi là cái gì nhỉ? Gọi là đậu. Đậu cháo các bạn ạ. Cái này canh với rau cải. Rồi. Đây có cái nồi này như kiểu như là nuôi lợn đấy nhỉ, không phải. Cái này chắc để đun nước tắm rồi. Nhìn sạch cái này. Cái này đăng đây bỏ. Dạ, cái này bà đun này tắm rồi. Nước để tắm. Còn là bà không có lợn à, không nuôi được à. Nguồn nước của bà dẫn về đây các bạn ạ, à, đây. Cái này là bà đi lấy về những cái dây này này đúng không? Cái dây này bà lấy về à? Cháu xua nó cả một đau lỗ cái à ta? Cháu xua cả đau lỗ cái à? Cháu nè. Thế nó có đau lỗ mua cái à? Dạ. Đấy bà một mình bà còn đi phải các tự đi kiếm về để bán này. Để bán cái này bà vẫn mang chưa đi bán à? Mà lấy bán nhưng mà không có ai về thu mua ấy. À thì vẫn để đây. Cái dây này mà cứ đến cái mùa của nó người ta mua cũng giá cũng cao phết đấy. Bà 85 tuổi mà bà vẫn đi lấy được cái này về bán này. Công nhận là bà vẫn còn khỏe lắm. Bà lấy dần thôi, không là phải lấy một bó này không lấy được. À, chắc là lấy dần một ít đâu để tích là vào được nhiều này. Ôi dồi, cái chỗ này thấp quá. Đi là phải cúi lên xuống các bạn ạ. Đó, bà ở đây. Đây, cái như là lời của A Sử nói thì chắc là căn nhà của con gái là ở trên này rồi. Thật sự căn nhà thì quá là cũ kỹ luôn này. Quá lụp xụp các bạn ạ. Nhưng được cái thì cũng ở gần cái đường to như này này. Mọi người tới, bà con, anh em bạn bè thì tới chỗ bà chơi thì cũng là gọi là thoải mái. Cũng không phải là khó khăn cho lắm. Hôm nay tính ra mấy cái cửa không sai ha.
Mùa này thì là người lợn già chỉ có làm ngồi ở gần bếp củi là hợp lý nhất thôi. Bà vẫn còn minh mẫn lắm nhỉ, nói chuyện vẫn còn biết hết đúng không? Bà vẫn biết hết nhưng mà biết hết. Bây giờ hơi nặng tai một tí thôi. Mình phải nói thôi, mà mới được. À, thôi ai sửa chắc là thôi cũng là xin phép bà cũng là về thôi. Bà ơi cháu bảo này, hôm nay cháu đến bà để có món quà gửi tặng bà ăn Tết. Chỉ là với cái món quà này cháu là mong là làm cháu hy vọng là trong khoảng thời gian từ đây đến Tết nữa thì bà không phải đi mua những cái thứ đồ này nhá. Phải giúp bà được cũng khá là lâu đấy. Cháu là năm mới, năm cũ cũng sắp là qua rồi, năm mới sắp đến rồi. Cháu chúc bà luôn luôn mạnh khỏe như này nhá. Vâng, luôn 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 mạnh khỏe, luôn luôn giữ sức khỏe như này. Vậy là các cháu là vui rồi. Vâng. Các bạn thôi, chắc là mình cũng xin phép là cùng với là sự cùng với vợ của mình về đây. Bà bắt tay rồi. Rồi cảm ơn bà. Trong nhà tôi đi các bạn ạ. Thôi cảm ơn là làm ai xử nhiều nhé. Hôm nay đã dẫn mình đến lên thăm bà nhé. Rồi cháu về đây bà. Với các bạn thì mình kết thúc video luôn các bạn ơi. Thì tiện đây thì mình cũng là cảm ơn anh Tâm đấy rất là nhiều. Đã có những cái món quà là gửi tới là những tình cảnh, những hoàn cảnh, những là trường hợp neo đơn ở trên vùng cao. Chúc anh và với gia đình anh thì luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn may mắn và luôn luôn thành công cho cuộc sống ạ. Thôi chắc là mình phép mình về đây các bạn ạ. Hãy tiếp tục di chuyển đi tiếp những cái hộ gia đình khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại bạn cho tiếp theo. Xin chào. Cháu về ạ.